hoạch định quản lý tài sản từ lâu đã có mặt tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, ở Việt Nam, điều này chỉ phổ biến đối với các nhà đầu tư lớn tại các quỹ đầu tư. Bắt kịp nhu cầu cần được quản lý tài sản và hoạch định tài chính cá nhân từ tất cả các nhà đầu tư, Junta Việt Nam cho ra mắt công cụ YSWell, giải pháp đầu tư mới của thời đại công nghệ số. Thông qua khảo sát khẩu vị rủi ro, trước khi bắt đầu sử dụng công cụ này, hệ thống sẽ tự động xác định danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng cá nhân. Để đảm bảo danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và phân chia dòng tiền vào các nhóm danh mục một cách hợp lý nhằm tạo ra giá trị sinh lời tối đa. Tích hợp ngay trên YS Radar, chỉ sau vài cú lít chuột đơn giản, nhà đầu tư đã có thể trải nghiệm ngay tính năng ưu việt của YSWell. Giao diện đơn giản giúp người dùng sử dụng và theo dõi một cách dễ dàng, phá vỡ mọi rào cản. Hoạch định đầu tư, gia tăng tài sản. YSWell tăng thêm khẩu vị cho bữa tiệc cổ phiếu từ hôm nay. Đăng ký sử dụng ngay